Chào tất cả các bạn nha, mình quay ông lão ống dăng lưới cá lồng tông nha các bạn. Ở dưới cái mương này nè. ở đây là chợ mới Mỹ Luông nha các bạn. Bị gối à. Mương này cũng cạn các bạn, Đào ống nhưng mà cái ngực á, mùa nắng nó cạn. nó cái ngực lão thả đó, mình đi theo xuống nước luôn. Mưa này có ăn đồ gói à các bạn. Mưa này cá lồng tông dữ lắm à. Hát được cái này tay lưới cục chứ không bảo cục gì tay lưới ngắn như vậy bơm cái cước này ngắn tao tới 50. Mình đụng nữa có một cắn này lát dân qua ngư ngoài rồi hết lưới rồi, xả hết lưới thôi. Giờ mình lại cái đầu kia mình đuổi nó lại nha các bạn. Rồi giờ lùa giờ đắng nha bạn, cho cá nó chạy dồn nó đắng, cá hồng tông nó cũng nhát hết nha bạn, đuổi là nó chạy à. Càng quá càng sẽ có cá gì thì nữa. Ở Đà Nẵng nó dính tùng lưới dữ lắm luôn các bạn ơi. Đây là cái mưa người ta múc đó, đất ruộng người ta múc lên người ta trồng sồi nữa các bạn. Sồi này sồi ghét nữa. Dính đắng keo luôn rồi các bạn ơi. Rồi tới lưới rồi các bạn. Dính kìa. Quá dính luôn kìa, kéo con luôn các bạn ơi. Nguyên một chùm luôn kìa.
Ở quê mình là 1 ký 100 mấy nha các bạn. Có không tâm này nè. Ông lão ông dân. Dân đây này dính quá khứ luôn các bạn, chùm chùm luôn. Này dân ăn nha các bạn. Dính kìa. Dần có chút xíu mà nãy giờ 5 phút hồ mình quay là không có cắt luôn á, chỉ có cái khúc lội trên bờ là mình cắt bỏ đi nha. Không được 5 phút. Cá hồng tông bự không á các bạn, bự hơi hơi to, lỗ hơi to. Không diễn gì dần nó dính đất biết. Mẹ cho nó cũng khác luôn. Dân ở đây là mình xin nói lại là chợ mớ mi luôn nha các bạn. Ngốc luôn các bạn ơi. Khúc gần này nó hơi ít dính một tí. Hơi sâu. Nó dồn mà nó đã nhiều con. Nó dồn đó. Để một chút. Nhiều là không được. Nó đi dầm, dài dầm á. Nó chạy, dính hết luôn. Trắng con rồi. Rồi, vậy là chiều nay khỏi mua cá rồi các bạn ơi. Cuộc sống thôn quê xách tay lưới ra đồng rồi có cá ăn rồi các bạn. Cái này ở trên thành phố chắc 150-200 ngàn ký. Đây còn 150. Đây 150 ha. Ừ. Hôm chị hai mày mua đủ 100 gram, 25 ngàn 100 gram đó, mặn đồ nó hầu đó. Dạ. Yeah. Rồi về đó các bạn ơi, xong rồi đó, lưới cá dính treo con ở trong đó thôi. Rồi bây giờ mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Đây, kênh đồng chợ mới Mỹ Luông.